Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Bảo Khương nè. Xin lỗi các bạn rất nhiều, mình đang bị hơi bị khàn tiếng nên có gì giọng mình không được ổn định các bạn bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Và mục đích chính của video hôm nay đó là mình có một tin vui muốn chia sẻ đến tất cả các bạn đại gia đình BK của chúng ta. Vấn đề ở đây là mình muốn chia sẻ khá là lâu rồi, là YouTube của mình đã đạt được 200 subscriber. Oh my god, một con số khủng lồ, cực kỳ nhanh. Mình không nhớ nữa, hình như lúc mình đạt được 100 subscribe là chỉ có một tháng thôi. Đúng một tháng đã lên được 100 subscribe nữa. Và đại gia đình BK của chúng ta ơi, hãy tiếp tục ủng hộ cho mình để mình ra nhiều video hơn nữa. Và mình có khả năng nhận được cái nút bạc từ YouTube, đó là mơ ước của mình từ rất là lâu rồi. Mặc dù kênh chúng ta mới 200 subscribe thôi, nhưng mà mình tin chúng ta có thể làm được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn nếu các bạn là team BK, hãy comment xuống dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Peace.